Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. 1. Từ mớ. Mời các bạn ghi lại các từ mớ trong bài. Chủ phạm, chủ phạm là nấu cơm. Chảo chai, chảo chai là xào cải hay là xào đồ ăn. Bao, bao là ôm hay là bế. Quả quả, quả quả là búp bê, đồ chơi cho con nít ha. Mời các bạn nghe và đọc lại từ mớ hai lần. Khi nghe tiếng chuông, các bạn hãy lặp lại theo nội dung vừa nghe. Chủ phạm, chủ phạm. Chảo chai, chảo chai. Bao, bao. Quả quả, quả quả. Hai, nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. Đi ủ khơ, đi ủ khơ, bài năm. Nì khan su, nì khan su. Wò hòa hòa, wò hòa hòa. Chủ phạm, chảo chai. Chủ phạm, chảo chai. Bào hòa hòa, bào hòa hòa. Nhì khan su là bạn xem sách hay là đọc sách. Wò hòa hòa, hòa hòa mình học rồi, tức là tôi thì vẽ tranh. Chủ phạm, chảo chai là nấu cơm, xào cải nữa nè. Bao hòa hòa là ôm búp bê. Bạn thì chỉ xem sách thôi, nhưng mà tôi nè, vẽ tranh là nấu cơm, xào cải rồi ôm búp bê nữa. Đó, làm rất là nhiều việc. Mời các bạn nghe và đọc lại bài học hai lần. Nǐ kàn shú, nǐ kàn shú. Wǒ huà huà, wǒ huà huà. Zhǔ fàn, chǎo cài, zhǔ fàn, chǎo cài. Bào wǎ wǎ, bào wǎ wǎ. Ba, ôn tập. Một, bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Lần 1. Nǐ kàn shú, wǒ huà huà. Zhǔ fàn, chǎo cài, bào wǎ wǎ. Lần 2. Nǐ kàn shú, wǒ huà huà. Zhǔ cài, chǎo fàn, bào wǎ wǎ wǎ. Lần 3. Nǐ kàn shú, wǒ huà huà. Zhǔ fàn, chǎo cài, bào wǎ wǎ. Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu. Thank you.
sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. 再见.